dân ta đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Hạnh phúc trong đời được trái giáng sức thịnh vượng lên đi ngồi nhé. Xin ta đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Mọi hạnh phúc cho đời cũng thương nhưng nhận em yêu say đắm cho đời. Khi về đừng quên nghe em. Còn những phút giây gặp gỡ nhìn hoa, thì sống sống cơn nồng cháy, thì cho mỗi em ngỡ ngàng, người đêm cho tình yêu chân mơ, muôn hoa thôi nhớ. Thế nào? Ta đến bên em sao? Giấc sức tình con, xin ta đi nhiều, xin người hẹn cùng em vui xuân. Lê Dương Bảo Lâm. Nhận ra luôn rồi phải không? Nhận ra được phải không? Mình hô tên nha. Dạ. 1, 2, 3. Yeah, yeah. Cảm ơn anh rất nhiều. Em không ngờ là trên đời để một ca sĩ 72 tuổi rồi mà hát từ 6 giờ sáng đến 10 giờ chưa xong. Bao nhiêu con người ngoài kia chờ anh có tuổi rồi em phải cho người ta lên, ta tấn lên chứ. Anh hát cái gì mà nắc hoài vậy Nấn? Em đang diễn cả ba em hả? Ủa vậy hả? Sao anh hát chị không biết mệt vậy? Trời ơi, nay chạy show ê hề mà hát gì mà hát hoài. Anh vô đi. Ừ. Mọi người ơi, một trọng tài thật lớn chào đón Lê Dương Bảo Lâm. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn.